Còn cái này là cái bự quá nào. Em thấy rồi. Cái gì vậy? Em thấy cái cây quay. Đây nè. Trời. Em dạ. Thì đây cũng chính là món quà sinh nhật muộn của anh gửi tặng dấu thành nha. Quá dữ luôn kìa. Quá trời im rồi. Đẹp quá à. Chồng mới nấu ra nữa. Cũng ganh tị vừa ý luôn, quá đẹp luôn. Trời vừa y luôn á tay. Đại bếp trưởng, bếp trưởng cầm hai chai rượu nó chịu. Quá chừng cái bà nhãn của mình trái thấy mê luôn hả? Mất rồi chứ. Quá chừng nó ham luôn. Dạ cho xin chào cô chú anh chị và các bạn đi xem kênh của Đôi Nhãn luôn nha. Thì giờ này cũng tầm 4 giờ chiều rồi đó cô chú. Thì ở chỗ mình cũng đang chuyển mưa luôn. Rồi mấy con chó mình lợi em. Hứa hẹn một nồi chế giác thôi chứ. Trời ơi kìa. Ở dưới này trái đặt luôn nè trái. Dạ, quá trời luôn. Rửa cây đó hả trái? Mình đi mình lấy cây dao nhỏ cho nó tiện nữa. Ui mà nó bén quá chứ. Nó bén quá nè. Ây da, coi chuyện trúng nha. Chắc mình chế chặt cái cây nè cô chú anh chị biết mình làm gì đó chứ. Anh chào cả nhà luôn nha. Thấy được mục tiêu ở phía trước rồi đó cô chú, một cái bắp chuối. Dạ được không? Được chứ. Cố lên. Sao bữa nay nó dai vậy chứ? Ủa, hay vậy ta. Hái mà hái giùm cho nó. Được một bắp. Dạ, em cầm cho. Một bắp nữa là đủ hả chứ. Trời. Ngon quá. Ăn như vậy á. Có thằng nào không tâm tử mà tàn ăn có hai đứa mình. Cái bờ này đi dọc xuống toàn là ỏi không hết chứ. Ừ, em thấy nè, ở đây em thấy nè. Giờ bữa nay hai chị em đi hơn nó mới cô chú. Hồi nãy con vừa mới nói ước gì nó ở cái bên quay qua nó ở cái bên thiệt. Ôi trời trời trời. Nó có cái mặt gì đó, ngọt ngọt luôn nha. Nó xuống trúng miệng vậy hả? Nó nước nó văng vô miệng á, nó ngọt ngọt. Wow. Hay quá chứ. Hái bắp đó luôn hả chứ? Hái bắp, thêm bắp nữa. Dạ. Cái này nó cày chỗ hết trơn. Không phải thằng lại hả con? Nó phát hiện cái gì mà sủa vậy? Em sợ nó chắc nó phát hiện được con gì rồi đó, mấy sủa vậy đó. Ở bên này tùm á, có gái rồi lắm rồi chứ. Hai chị em làm bắp chuối này chạy xước hết rồi. Phải ăn trước rồi đó. Em đi chạy vậy. Có lên chơi. Ôi trời. Hai chị em mà đi học bắp chuối bán chắc được hai bắp dữ lắm. Hai chị chú bán học lẹ lắm rồi nha. Người ta gắn cái dao vô á, ta cắt lẹ lắm luôn á. Còn này mình hình nãy chứ chặt xéo đó hả chứ? Nãy chứ chặt xéo. Ồ chứ ơi, nó bị lục cái chỗ cái mũi, cái nhọn của nó rồi. Mà chứ để cái dao đẳng. Có lên. Có lên chứ ơi, gần được rồi. Được rồi đó chứ. Đó. Về chắc biết chữ la chạy không kịp quá. Cuối cùng cũng được rồi. Ôi ơi.
nó te tua hết trơn mà cô chú. Dạ, em thấy chế hại thọc xong rồi em cũng lại em thử sức em thọc mà nó cũng không có gì nghe vậy chứ. Là cho làm cho nó te một phần thôi, còn lại là bé Thư đó cô chú. Thư cũng góp phần nhiệt tình lắm. Sao mà giờ mình về hả cha? Ba bắp được rồi hả cha? Bắp mình đủ ăn. Dạ. Con với Thư đi chọc bắp chuối, rồi sẵn kiếm luôn cái đám rau muống xanh bữa hổm với mẹ. Mà bữa nay đi sao quên mất tiêu cái đám rau muống nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái khúc chào cả nhà. Ở trong đó toàn là ổi không à cưng ơi, chứ không biết đường kiếm luôn. Đêm hôm Châu đi đưa mà vô tay đi học ở nhà Út Thành mới bắt được con ếch bự chà bá luôn. Dạ, mẹ bắt hải cho đó luôn hả? Út Thành bắt hải đó luôn. Thành biết con ếch nào không? Giờ nhớ con nào không anh? Giờ cho nhìn con nào giống nấy con nào đó. Trời ơi, cầm trong quà nó cũng khủ lắm. Giờ mất chứ. Út Thành chạy miếng ếch của mày nè. Anh em thấy thường người ta tập kiết rồi người ta phun bung thức ăn lên một cái là nó bay lên đã lắm anh. Thiệt á. Mấy con này lần bữa là nó cũng nhảy lên ngon. Dạ. Chiều hôm nay thì mình có chuẩn bị được ít khô nè cô chú. Khô này là khô gì mẹ? Khô cá rún. Khô cá rún. Cá rún này thì bữa nay sẽ quay trở lại cái món cũng bất chuyển rất là yêu thích luôn. Cũng khá lâu rồi nhà mình không có ăn thì là khô cá rún nấu xiêm lo đó cô chú. Mình sẽ ăn kèm với lại có hai cái món mà bí chữ em thích mà cụ Lo Nhãn ăn với cho ăn theo rồi. Là một là cá biển khô khốm, đây là khô cá rún nấu xiêm lo. Chào cả nhà. Là ăn heo đó bà. Ăn heo rồi tới giờ ghiền luôn, đúng không? Ăn luôn rồi đó. Cái khô này là nấu xiêm lo mà nấu cái đầu ăn nó không ngán còn. Dạ. Út Thành nó tính đãi mẹ sang á. Mua thịt. Mà thường con thấy nấu xiêm lo người ta nấu đầu không à con? Đúng rồi, nấu cái đầu ăn nó ngon con. Dạ. Cái đó là cái hồi xưa gia đình nào mà gia đình nói chung là nhà ai mà mua được khô cá rún mà để ở nhà đó là sang lắm rồi đó. Dạ. Chứ mua khô cá lẹp, cá lù đù, cá để trâu rồi để dành. Mà đó con thấy ăn khô cá lẹp nhiều, cá lẹp mầm xài trộn. Nhớ hồi đó là giữa cái nhà là máng cái sề hả mẹ? Cái sề nhà bà cô. Cái sề là để dành để treo khô đó ha. Rồi treo để khô lên đó. Còn bây giờ khô thì để tủ lạnh tủ đồ ha. Giờ để tủ đông để cấp đông lại không? Ngon ha, bắp chuối ngon ha. Có cái dầu này khỏe quá hay chưa? Tiện biết nhiêu ha. Dạ. Mình bọc không kẹp hư giờ hư chân nè. Cái này bị hư hết. Anh đang thấy thủ phạm nó đang đút cái ổi nè. Con đùi vàng ở đút cái ổi. Mình không bọc kẹp á cô chú anh chị. Nó đung đưa hư chân bỏ hết rồi đâu còn ăn được nữa. Nó đung đưa quá em không thấy được. Mấy cái bự bự này là bỏ hết rồi. Còn mấy cái nhỏ nhỏ gì bọc còn kẹp. Nó đưa qua đưa lại cái em không thấy được cái nét của con đùi vàng. Ở ngoài đó kìa. Ngoài đó cầu hàng chấm trái á. Quá trời, nó đút cái là nó bị nám vậy đó phải không anh? Đút cái là hư rồi. Quá trời, mấy ngớ chưa mày? Nó giòn ra anh. Trời đây, đây tới Tết là có chắc con cỡ 700-800 gram luôn trời. Còn mình nó cái lưng nó kìa. Khủng khiếp chưa? Quá trời. Trời ơi, anh Thành mới cắt nè cô chú. Quá lứa rồi, giờ cắt bỏ luôn. Uống quá à. Chắc cỡ mười mấy trái không anh? 3, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, người ta nấu con mẻ, còn mình thì mình cứ nấu chiên, nấu nước chanh, nấu mặn thì nó dạ. Phía bên này là gù gỏi của mình làm rồi nè cô chú chị. Cái keo này như là cái keo 2 lít nè. Nhưng mà cái keo mình để ổi vô rồi xong rồi gù mình chế còn có 1 lít à. Còn có 1 lít gù à. Là mình trừ hao ổi ra đó ha. Khoa. Hồi bữa hồi hôm mình làm cao vậy nè mà bây giờ nó rút vô ổi hết trơn rồi trời. Dạ. Gù nó rút vô ổi á mà. Rút vô cái miếng ổi á.
ổi là từ từ nó mới cái nước ổi nó mới từ từ nó mới ra. Dạ. Ở ở ở trong này là thành phẩm của mình. Thành phẩm của mình này. Cái này nữa mình lấy cái tem mình dán vô đây cái nữa là xong. Tem cừu lô nhãn, gỏi cừu lô nhãn. Nói chung là mình cũng làm, mình cũng có thử nghiệm rồi, nhiều cô chú anh chị thử nghiệm rồi, thành ra là đốc Úc Thành là làm gỏi bán đi. Từ từ thế vậy chứ nó ra màu là sậm nữa mẹ. Màu vàng nín đẹp lắm. Bắt đầu nó cũng hơi ra màu đó. À, đúng rồi. Ra từ từ rồi đó. Dạ. Từ từ cái nước nó vàng là. Dạ. Nó vàng vàng. Chừng tháng là vàng, đẹp. Nghệ lên. Tháng là dư sức uống này. Dạ. Ngon. Uống gì luôn. Chứ Hai vừa mới nói cho xè là anh Thành đi lấy liền, anh Thành làm cho nóng rồi. Làm liền luôn. Mì dán hơi à. Dạ. Cái xè người ta thường thường ta lấy cái xè này là để cái đồ ăn gì ta treo lên cái xè đó cái lồng. Mà cái xè này hay nhỏ. Còn cái xè bự đúng không mẹ? Còn ở ngoài hình như cái xè bự hơn á cháu. Vậy ăn cặp chung đó hả? Dạ, một cặp. Xè này để đồ ăn là cũng ngon. Thường ta làm bằng dây gân, mình không có chuẩn bị dây gân, mình làm bằng dây thép. Mà dây thép này cũng chắc lắm à. À. Cái giống cái này người ta kêu là cái giống lên ông cồ, nhà ông cồ đó là chuyên gia là làm cái này. Cái giống này phải tốn tiền mất khô nữa. Ông ngoại của mẹ hồi xưa ông là thợ đun gỗ đun xe đố thật xe bị lớn cũng có nồi nhỏ mẹ thích đi xúc ghế nhắc nồi rồi nha. Ổng đun ghế nhắc nồi rồi đó. Cái ổng đun gỗ mà cách ổng yếu rồi mà ổng còn đi đương gỗ này ổng bán nè mà ổng đào cái lỗ thành ổng bẻ dành ổng ổng đương cái gỗ nào mà đẹp á là mẹ lấy hết trơn ổng kêu mẹ đi bán chưa đương cái gỗ nào đẹp ông ngoại cho con cái gỗ này đi đem cho con đi xúc coi mũi nó cắn khổ trên mặt cơ cơ mũi quá trời mũi. Dạ mẹ phái đi xúc lắm. Mỗi lần đương gỗ là ông ngoại ông kêu ông xuống ông ngoại là con kêu bà ông cồ ông xuống ông kêu mẹ đi bán. Thôi này mình chiên hay mình giấm đường nó hết rồi. Chiên cho nó vàng rồi bắt đầu mình giấm đường rồi. Giấm đường là cho nó rút cái giấm đường này vô mới không? Giấm này là khô này mà mình ăn bún chắc con nghĩ cũng ngon. Khô này thấy vậy đó chứ ăn một hồi là một cục là ăn cả chén cơm thôi còn gì vậy? Ăn chục nhiều người ăn hai chén cơm luôn á. Trên đầu em ổ chim nở kêu kìa. Quá đó. Trời luôn nguyên ổ luôn. Vậy đó. Đất lành chim đậu thiệt ha. Em nghe nè. Biết nhiều ổ nữa. Nhà mình giờ nuôi gà rồi lúa rồi giờ chim lại ở quá trời. Chim đó là chim gì đó, chim sẻ hả? Chim sẻ. Chim sẻ nó nhỏ sạch nó lại có bầy á, có he chứ đếm được cả chục ngoài con vậy đó. Đâu còn hiếm nước đó thử xem. Dạ, mẹ nó là số 1. Quá trời kêu à. Thằng này giao tay ở nhà là nó nôn nao hết trơn rồi coi. Sao tự nhiên em thấy anh Thành đi gà nẻn rồi cơ. Quá trời, tại mà em đã giết mẹ. À, bữa nay có là đặc biệt à. Đặc nhất của mình ngày hôm nay thì có chú chị ơi. Quá bự rồi. Để đi con vác được rồi. Con không có đai vác ở đây nữa. Đã vác hả? Đã vác hả? Đã vác hả? Đã vác hả? Đã chế đi anh. Đã vác mà ta đi bẻ quế rồi không trả lại cho người ta vậy chứ. Đây chi bẻ nó không coi. Đây dạ. Ây dạ. Kỹ đó anh ơi, anh kỹ chút mới được. Thôi thùng nó nặng không chế. Không, để đi. Cô à, nó vướng giò cô. Trời. Nghe quà mừng quá, cái chân kia chưa dở qua nữa rồi, đồ đi rồi. Khá chưa. Có quà từ phương xa rồi cô chú anh chị ơi. Có quà từ phương xa. Có cái mùi thơm của người của nước ngoài. Thôi,
bự quá chừng bự luôn ha, một dạ. Một ôm ôm không hết luôn nè. Nhưng mà đợi xíu vô tay về mới khui được cô chú chị ơi. Bữa nay vô tay là nhân vật chính, là vô tay đi học rồi. Hồi nữa thì vô tay về thì mình sẽ bật mí cho cô chú biết là thùng quà này nó đến từ đâu nha. Không phải là mình không muốn khui đâu, mà tại mình cũng kẹt, mình đợi vô tay chứ. Vô tay giận luôn. Mấy giờ dần 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 đồng hồ nữa à? 3 giờ 10 rồi. Một tiếng nữa. Có đồng hồ của cô chi tiện quá, hết coi giờ lên cái là coi giờ được à. Giờ mình ăn cơm, mình lấy sức đây, rồi mình đợi vô tay về. Nấu cái đồng hồ này tụi nghiệp cô chi. Dạ. Đặt ra rồi cô chi về, cái cô chi đem cái đồng hồ về. Về cái ông xã mình không biết, cũng đem vô nhà ổng treo. Ổng treo cái cô chi nín thinh thôi, đi về ngoài gửi vô cho thêm cái đồng hồ nữa. Dạ. Cố tình cô chi cho là để treo ở ngoài trời nè. Dạ. Cô cố tình cho rằng cho mình biết giờ biết giấc đấy chứ. Cái khô mình nó sánh kẹo ra nè. Dạ. Cái khô này thường thường ta làm thì ta làm thêm hơi mặn đó con. Dạ. Bởi vì về mình phải chiên giấm đường thêm. Nhưng mà cái món này chiên giấm đường ăn ngon lắm nè. Ăn bắt cơm nha. Ăn bắt cơm, cái nồi này hồi mà trộn cơm ăn cũng ngon. Cái nồi đó trộn cơm ăn mới ngon á. Cái sim lo mình nấu ra rồi mình bắt lên bếp ga rồi mình ăn héo thật. Cái thường thường người ta nấu cái này, người ta nhầm người ta sắc bắp chuối vuông vuông á con. Dạ. Sắc cục cục ha. Còn mình nhớ thì mình sắc bào. Dạ. Bào thì mình bỏ vô, mình nhúng cái mình ăn. Đồ cô lo nhãn là vậy không đó. Bây giờ chơi bội không? Mình hơi nhát quá, giờ không dám để cái hộp. Kêu đi mua cái bếp gà. Nữa chứ để nghe chân cái hồi á chứ. Thôi đi, cái bếp gà nhiều lấy lương gây mua luôn cho rồi. Để hoài quê quá. Mời cả nhà. Bữa nào mà không có hột quẹt là phải chạy tới bếp gà bự đặng. Ăn ăn sao lãnh lương đi rồi đi mua cho nó gà bởi. Hai cái luôn à. Cho mời cô chú anh chị dùng bữa nhà đình giao lưu. Hôm bữa mình đăng video mình đi Sóc Trăng được người anh Michael làm bữa tiệc sinh nhật cô chú anh chị, thì cô chú nhắn tin rồi gọi điện rồi bình luận trong kênh mình rất là nhiều, cũng gửi lời chúc tới Thành rất là nhiều. Thì con cũng gửi lời cảm ơn tới cô chú anh chị nhiều lắm luôn. Cảm ơn cô chú anh chị xem kênh ủng hộ rồi mà còn nhớ thấy sinh nhật mình là còn gửi lời chúc nữa, thật sự là rất cảm ơn luôn. Anh Long Hồ với cô Chi Lê điện gửi dạ. Nhắn tin nữa hả con? Dạ. Cô Chi bận dữ lắm luôn hả con? Ừ. Nhiều cô chú anh chị nhắn lắm luôn. Mình lúc nãy cũng có gọi ông cậu của chú anh chị mà mưa ông cậu không dám xuống. Tranh thủ ăn đi mẹ. Thường thường cái khô này ông cậu ưa lắm. Nhưng mà bây giờ là từ hồi mổ tới giờ là chắc khô rồi ông cậu không ăn. Dạ. Món này là món khai khẩu của ông cậu. Thôi không dám cầm cậu ăn. Mình ăn nặng mình có sức nặng mình thưa à. Bật không gì, bật mấy dấu thành là bữa nay trong thùng quà này có một món quà sinh nhật mộn dấu thành. Chứ nói chị anh Thành nôn quá, anh Thành ăn cơm cũng được đi vậy. Cái này nhúng vô vậy giòn là được á mẹ. Anh phải ăn mắt quế vô cho nó thơm nha. Quế với thường thường này nấu là quế với ngò gai. Dạ. Nói ai ăn phở mà có nhau. Không, anh Thành đi mua đó là anh Thành mua ngò gai ngò ôm luôn á chứ. Nói chung là bữa nay bữa ăn này là không có chú trọng bằng cái bữa quà. Hơi phai lãng á thì nó nhìn cái thùng quà không à. Ăn mà mắt liếc mà nó. Nhất là Út Thành nó nói nha, nói món quà sinh nhật muộn cái nữa nha. Liếc thùng quà, ghim cái thùng mà nặng mà ghim không nổi gì mà cũng dán nha. À, anh chưa thấy cái nãy mà cô Ginh với trái hai á, cái cô gấp tới đỡ mà cô chưa kịp, cô bước có một giò còn giò nó dính vô cái chiếc xe á, mà cô bước một hồi cô dở không lên. Này là cái gì kiểu lương chưa lập lập chưa lương á. Cô nói không hành rồi thôi, nói lại là què nha. Nó sướng đỡ vô nó giòn thêm, bỏ vô thì nó giòn. Cái cách thức của chị Hạnh công nhận hiệu quả thiệt luôn á. Dạ. Chị Hạnh là ở nhà mình cũng học hỏi được một
từ lúc mà học theo cái cách của chị là mình không có sử dụng chanh luôn cô chú. Mà nó vẫn trắng cái này chắc. Trắng mà nó lại giòn. Dạ không? Nó trắng nó giòn á. Ngoài đó giờ mình đâu biết đâu. Mình phải nặn chanh nhiều 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 vô. Mình cứ nghĩ là chanh càng nhiều nó càng trắng. Đen. Dạ. Giờ mình mới học được. Bởi vậy mình học hỏi cô chú anh chị nhiều cái hay ghê. Chú này nó ngon nó giòn ra đâu. Với lại chắc tại em chứ đi bẻ. Anh mà về anh làm clip anh thấy hai chị em đi bẻ bắp chuối cho anh ngồi anh cười luôn. Nhìn là thật. Trắng dạ. Tươi luôn nè con thấy không? Quá trời. Mỗi khi mình bỏ vô nó còn hơi đen. Dạ. Hai đứa đi bẻ bắp chuối mà nghe chó sủa nhỏ chân nói Út Hành ra tới, Út Hành ra dưới mình đó. Cuối cùng Út Hành nghe không nổi. Con chó nó thấy con gì hay vậy nó sủa. Anh ơi hình như nó thấy gắn hay sao á, nó sủa trời luôn. Dạ, con thấy con chứ hai nghe nó sủa lâu lắm mới hết. Một từ gắn hay là mấy con mèo quang ở ngoài rừng á. Giờ tay đi học về tới rồi nè cô chú anh chị. Bít đen nè. Ồ, bít đen. Cái này uống nù đó, vô tay. Con gì? Chào mà cô chú. Chạy vô luôn, vô luôn, đợi ăn cơm xong rồi ngồi đợi nãy giờ nè. Vô tới chợ luôn. Chạy vô tới chợ luôn, chạy lên chợ luôn. Không được đâu. Không được đâu. Tay ơi, tay, hai thùng quà đang đợi rồi, tay ơi. Tính thui trước rồi mà chưa có mật khẩu mở không được. Vô tay, nghe nói vô tay có mật khẩu, vô tay. Vô tay vô. Dạ, bữa nay học im không? Dạ. Đỡ thôi mấy người đỡ. Thấy cô nhắn không? Dạ. Có cái cặp này, vô tay mê cái cặp này dữ lắm rồi chứ anh chị. Cái nhà mới học nè. Không phải thưa từng người lâu quá, lâu mở quà. À, giờ chứ ai hỏi nè, giờ mình ăn cơm trước hay anh phụ quà trước? Giờ con đói bụng không? Đói bụng thì ăn cơm cái đi. Con đâu có giá. Không đói đâu. Con không đói đâu. Dạ, dạ phụ hồng nào trước. Rồi, tay đọc mật khẩu cái kìa. Từ từ. Từ từ. Rồi. Rửa tay cái. Rửa tay cái mặt đó. Rồi vậy lắm. Ở đây Út cắt cái bao bì trước nghe, chứ chưa khui mà cắt bao bì thôi. Lẹ tay thôi Út, cắt tay ơi. Quà này thì mình cũng mới vừa nhận được luôn cô chú. Thì mình nhận được của một người anh. Đó là anh cũng khá là quen thuộc với mình. Cũng quen thuộc với cô chú anh chị gần xa luôn. Là anh Michael đó cô chú. Michael. Phải không vậy vậy? Phải không? Mật khẩu đúng chưa tay? Đúng đúng đúng. Ở đây còn một thùng nữa cô chú. Này người ta gói kỹ quá trời hết mẹ. Để vô tay mở đi. Từ không nước mà. Ngoài mà từ nước ngoài đem về mà không kỹ sao được con. Đâu phải. anh khui ra xong rồi anh cho tay bật nắp ra. Để tay dạ. Nãy giờ mẹ chăm con quá trời luôn. Cả bữa không có chăm con. Bữa nay sao chăm con. Bữa nay cả nhà đợi luôn. Phu quà. Cho giá phu quà đi. Xe hoãn vậy. Chú đừng nhiều chứ chẳng. Còn hơn nữa. Hơn nữa thấy giật rồi đó. Cái gì đây? Hồi học quá. Cái gì đây? Cái mùi vậy? Thấy thơm quá. Mẹ mở. Ôi, có quần áo rồi nè. À, mèo ơi, mèo. Trúng nè, trúng đó. À. Cái gì vậy? Cái gì vậy tay? Màu chắc của dâu tay quá. Sao thấy giống của tay quá vậy ta? Cái này gì? Áo khoác cái gì vậy tay? Cái gì vậy? Tay ơi. Trời. Tay gì nè tay? Áo này thì... Áo này chắc trời mưa không ướt luôn á. Áo dù quá vậy anh? Chơi chở vô mặt mới chạy ai? Trời ấm dữ à. Cái này chắc ấm lắm á. Ở trong thì lên đúng không? Dạ, phải giải á. Ở trong nó như là giải nỉ vậy đó con. Tay mặc thử không vô tay. Cái đó ấm lắm á tay. Thử cái vô tay. Thử cái. Đứng dậy thử tay. Trời ơi. Sướng nha, đi học về tới là có quà liền luôn. Thử nè, thử. Đứng lên thử cái con. Anh mày còn lựa ngay màu dâu có vô tay thích nữa chứ. Con mẹ nó cũng con trang nữa. Nặng quá. Áo đó mặc ấm lắm mấy tay. Áo bận lên ký luôn. Áo hơi nặng. Vậy hả? Hơi nặng hả? Để Út à. Để Út hả? Mau lên vô tay ơi, thời gian có hạn vô tay mẹ cũng gấp. Không được. Quá, gấp tới hai thùng lận tay ơi, ai cũng gấp hết trơn nè. Nãy giờ thời gian đợi lâu lắm rồi đó vô tay.
Đi dựa luôn. Dễ mặc đồ. Quá dựa luôn kìa. Quá trời im rồi. Đẹp quá à. Chồng mới nấu ra nữa. Còn... cũng ganh tị. Vừa y luôn, quá đẹp luôn. Trời vừa y luôn á Tây. Cái áo này sinh ra là dành cho Tây rồi. Chú khéo lựa quá. Đẹp quá đẹp luôn á. Bạn thấy không Tây? Quá đẹp luôn. Trời ơi, cưng quá à. Thường luôn. Cái này mặc đạp đi học cưng dữ à. Cảm ơn chú. Thích không? Còn thích không? Quá đẹp. Nếu chừng nào bận cho cái tem đó nha. Về Úc phải sưu tập vô treo đại mộng chứ. Rồi bắt đầu mình khui tái coi. Xinh quá à. Phái à. Tay mặn luôn rồi kìa. Đi đâu tay à. Trời này tay ấm dữ á. Áo hai lớp. Áo hai lớp là cái gì á? Cái này là cái gần cửa. Dạ. À, ở đây còn cái áo này nè. Wow. Anh ơi áo nam mà của anh á. Của anh á. Rồi tới Úc nè, Úc té thử rồi. Không đây là cái quà sinh nhật của mình ta. Quà sinh nhật. Quà sinh nhật còn dài ở phía sau. Ôi dựa luôn. Quà sinh nhật của mình. Cái này ấm dữ rồi ta. Trời ơi, cái này anh Thành phái dữ rồi. Đẹp quá anh. Đẹp quá à. Rồi tiếp theo. Vừa y luôn. Út không mặc trời, tay mặc mà. Và cái gì vậy ta? Cái này con biết rồi. Dạ con gọi đầu hả? Cái này chắc như mượn cái dao á hả? Con biết con cái. Đi con. Chữa tắm. Cái này là xà bông. Xà bông gọi đầu để chỉ gạo cái gì nè. Wow. Chứ ngồi anh về thấy xà thấy gia đình. Dạ mấy gia đình bị gạo quá vậy nè. Ừ, mấy chai này nhiều quá ha. Cái đó là gì vậy cha? Cái này là sữa tắm. Sữa tắm. Này vô tay hỏi này là cái gì nè? Trời nghe áo phát nữa à, hỏi này gì là cái vậy? Áo khoác. Chà, áo khoác của giờ tay nữa. Wow. Áo khoác này coi size gì nha. Trời ơi mọi người ơi. Có giờ tay hay có chứ hai. Này size gì ta? Oh my god. Chứ hai sàn chứ. Vô rồi. Oh my god. Thì... cái giày tay oh my god hả? Trời oh my god liền ha. Đây. À, giờ tay có thấy size không chứ? Cái áo này là của bé Thư. Có size là của bé Thư. Ờ. Có ghi chữ ở ngoài sao nè, chứ không thấy đó. Tên của ai? Bé Thư. Em cảm ơn anh nha anh ơi. Công nhận nha, anh để ý luôn nha. Anh để ý mỗi người, người nào nấy thích luôn á. Chưa dạ. Anh biết em thích màu đen, anh mua màu đen cho em nè. Dạ. Tay thì màu hồng. Cái này là cái áo khoác này là của bếp trưởng. Wow. Áo này đi chống mưa luôn. Ồ, cái này hình như nó có cái dên, nó có cái dùm vô như con. Cái áo này không gì? Áo là của cha mày. Dạ không, áo này của nữ á con. Là con, nó có cái dùm vô vậy đó. Có phụ nữ tóc dài nè. Cái gì vậy trời? Coi cái áo này, mấy cái áo này mặc em á mấy cô. Ủa vậy kéo nó kéo ngược ngộ vậy nè. Ủa sao nó ngược vậy? Con biết nữa. Ủa hai cái vậy? Kéo xuống cũng được mà kéo lên cũng được luôn. Ủa vậy sao bận ta? Không anh, nó vẫn là hai cái nhưng mà cái nào anh xài cũng được hết á. Đúng rồi, vậy mới được đó. Chào. Cái hộp này đẹp dữ vậy ta. Trời tay mê hộp đó cầm nãy giờ luôn. Thử rồi nè. Ở trong đâu không vậy? Dạ. Không biết nữa. Ủa chá, cái đó hình như em nhớ gỡ ra được mà chá. Cả cái ở dưới chá. Cái hai cộng nên em không biết được gỡ. Cái mà mọi người nãy giờ. Cái mới vậy chứ vừa nha, đâu có bự đâu mẹ. Chá, cái đó nó còn rút lại ở trong eo nữa. Rút lại. Wow. Không nói nó đẹp á, không bự đâu. Không bự đâu cô ơi, tại vì con thấy nó còn có cái đường rút ở đây nữa nè. Cái này chắc đang đi du lịch hay gì đã. Cái áo đi du lịch ấm à. Du lịch ấm dữ rồi. Rồi, tiếp. Cái này là cái này. Ôi sao cái này giống cái. À cái chai này là cái chai cái dưỡng tóc. Vậy hả? Tóc rồi đấy ha. Dạ, để coi cái chai là cái này gì đây.
À, đây giống bánh quá. Chữ cái này hồng màu màu này chắc là bánh nè. Cái tay có nón được gì không? Cái gì vậy? Cảm ơn mày còn nha mày còn. Cái gì luôn. Bánh kẹo là candy. Này chắc phải cho vô tay mở đi quá. Tay mở đi tay. Này chắc phải cho vô tay mở rồi. Mở được nó hết tay. Ai có chừng nghe. Chị nghe, chị nghe. Cái gì vậy? Không phải đôi dép. Đôi dép. Ôi dép. Dép xịn vậy. Rồi em biết rồi, cái dép này là giống cái hai cái gì nè, phải không cha? Dạ, có đôi vớ luôn, có dép có vớ luôn. À, vớ nhóc chân vô tay ơi. Mà cái này là cái gì? Cái đó để cái khui dép hay gì vậy? Cái gì? Cái đó để treo lên đó. Treo, treo vớ hay gì á? Treo gì? Trời ơi, hai tay có đôi dép giống chế rồi kìa. Tay tay mang thử vừa không tay? Chỉ là hình con voi. Con này con gì tay? Con đó con gì? Đây ngã ngã ngã. Coi chừng rớt cái mọc cái gì chứ. Đâu tay mang thử à. Tay em để cái này lên đây nè. Ờ à, tao mang về không xích nè, mang là ngồi. Vừa đẹp quá tay ơi. Quá mang vừa chiếc kia luôn. Luôn coi mang thật vô luôn đi tay. Quá. Quá. Sao hai cái khác nhau. Dễ thương quá à. Tại cái vậy. Mình để trước, cái mình để sau nè. Tại vì thường mình tiện thì mình đẩy lên trước á tay. Thấy cưng quá trời. Em cho lên tay. Để em thử đi, Út vừa. Lỡ đâu Út thử, Út không chịu, Út không chịu mở ra sao. Nhìn thấy không à. Giống mấy người học giỏi này để đi du lịch chứ. Mặc uống. Cái gì chứ tay kỹ lắm mẹ ơi, cái nào mà của cô chú cho là để dành, nhiều khi không dám xài luôn. Rồi. Cái này bự quá, không biết cái gì nữa nè. Không biết cái gì. Để cái đó về đi thôi. Cái thùng này để gửi trái cây. Chắc phải nhỏ thành xui cái này ra. Cái tay có đôi dép dễ thương quá à. Nhìn nó cứ giống của hai. Nhìn vô tay, không? Cái hình này cả. Ồ, cái này đồ len hay gì nè. Áo hay gì vậy ta? Đây là tiếp dưỡng da. Đây áo. Ê, cái này chắc của Thành quá. Trời ơi, mấy này Thành phái dữ à. Chắc của Thành quá. Cưng quá. Đẹp quá anh này. Cái này nó sẽ tán về tay. Mày cha bận vừa không ta? Cha không dễ gì. Mày cha hơi nhỏ nha. Cái đó phật của con. Ghê, có quà cho bếp trưởng rồi. Cái gì vậy chá? Đây, quà yêu thích của bếp trưởng. Quà. Thầy ga. Con nữa là mẹ ơi. Mày cầu. Bếp trưởng quà. Để về cho ai? Dạ anh tặng cho mẹ đó. Tại vì nghe mẹ thích cái rượu này nè. Cái này chắc cái chẩn chê rượu ổi rồi. Mặc vô vừa luôn á. Mình để chân. Không, mấy cái này anh Thành mặc vừa. Ok, vậy là... Ở sao cái này y chang cái kia đó? Cái này là... Y chang luôn. Vậy là... Có tên này... không chế? Cái này là của chế. Chế một cái, bé Thư một cái. Em với chế được được mặc cặp. Hai đứa được cặp rồi nha. Rồi tiếp theo mình sẽ... Đẹp quá à. Cái thùng kia. Giờ mình sẽ thêm... Mình sẽ thêm cái thùng này. Vậy mình để đồ vô cái thùng đó đỡ đi chứ. Lấy cái thùng thứ hai. 1, 2, 3 Vô tay cái thùng đó đi, tới thùng này cố nè. À, tới sô-cô-la nữa kìa nha. Rồi, cái thùng này là chuẩn bị tới thùng quà bí mật sinh nhật của Út Thành rồi đó cô chú. Cái này chắc của Út quá. Cái này chắc của Út quá à hả? Cái sô-cô-la này là mình nhớ cái kỷ niệm mấy đứa có nhớ không? Dạ. Có nhớ cái sô-cô-la này mình biết là cũng là chị Trang con á. Lần đầu tiên là gia đình mình đang ăn sô-cô-la là của chị Trang. Chị Trang, chị Trang ủng hộ gia đình chị Trang gửi về sô-cô-la này ăn mới biết. Rồi từ từ cô chú anh chị luôn mới cho ăn dần dần. Không biết cái gì. Thành ra mình mới ăn mình mới biết chung luôn. Chung thời gian gần đây thì... Nãy giờ mới ra. Anh chồng của chị thì cũng có vấn đề về bệnh về sức khỏe của chú anh chị. Nên là chị cũng ít có thời gian xem video. Nhưng mà lâu lâu cũng nhắn tin với gọi điện cho gia đình mình hoài. Thì sẵn đây thì em cũng gửi lời chúc sức khỏe tới anh rất là nhiều luôn. Hy vọng là anh cố gắng vượt qua cái bệnh trong cái lúc này. Thì
chị cũng là một người chị nói chung là ủng hộ mình rất là nhiều luôn đó cô chú. Thì những ngày đầu tiên mà mình mới thành lập thì cũng lúc đó thì cũng chưa có được nhiều cô chú anh chị biết tới, thì cũng chính chị là người đầu tiên gửi quà cho mình những cái món quà từ phương xa về. Thì thật sự là cái ân tình mà chị dành cho gia đình mình rất là lớn luôn. Thì nói chung ra thì cái khoảng cách thì nó cũng rất là xa, cho nên là mình cũng không có thể nào mà làm cái gì được mà phụ giúp cho chị và với gia đình của chị trong cái thời điểm này. Thì mình chỉ có thể là cầu nguyện để hy vọng được sức khỏe đến đến anh, ông xã của chị, cũng giống như là gia đình của chị được vượt qua những cái khó khăn bệnh tật, cũng như là lúc nào cũng vui khỏe hết. Em hy vọng là chị có thể xem được clip này, cũng hy vọng là chị chuyển lời tới anh dùm đại gia đình của em luôn, gửi lời cầu chúc sức khỏe đến anh rất là nhiều luôn nha chị. Tiếp tục nha. Trời ơi, hai con này. Cái chai đó cho gì vậy chứ? Cái này như là Miêu. Canxi ông. Thuốc canxi. Canxi ông. Ai kiếm canxi được uống nha. Dạ. Hồi trước thì anh cũng có cho mình canxi viên uống, nhưng mà kiểu là bây giờ anh đổi qua cái loại này, cái giống ăn như kẹo dẻo vậy đó, nó dễ hơn. Nhờ có cô chú anh chị mà mình mới biết được mấy cái nhờ có anh Michael, chị Trang, rồi anh Lưng Rê, rồi cô Búp gửi đồ về cho mình mới biết. Nhiều cô chú anh chị gửi về mình mới biết đó. Chị gửi cho gia đình, ủng hộ gia đình lắm. Người nào cũng thương mến gia đình hết, sự thật là cái ân tình mình không biết nói làm sao cho nó vừa hết trơn á. Thiệt cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm luôn. Tay lén mở cái hộp đó ra sao mà chợn mắt với tay này, từ 2 cho tới 11 tuổi nè, chiếu ranh là trẻ em nè, có vòng tay luôn. Tự nhiên em thấy bỏ cái hộp xuống dưới xong rồi mở ra cái hai con mắt sáng trưng vậy. Chắc vậy á chứ. Em thấy mở trong đó ra. Cái này có không biết cái gì. Vậy hả? Cái này là chắc em sữa hoặc là thuốc của vô tay nè. Dành cho 2 tới 11 tuổi. Như cái này là thuốc gì á, để mình mở ăn lại mới được. Dạ, thuốc rồi chứ. Để nó Út Thành hỏi anh lại. Cái màu hồng lè nè. Ồ, cái này là để treo vô cái cặp nè con. Phải không? Để vô tay nó khu quà của nó mới được. Nó cực. Trời ơi, để lên cô thử coi với tay. Cái này quá trời luôn nè. Sao mọi người lấy cái gì? Trời quá trời luôn. Cái đẹp không? Trời ơi, quá trời luôn. Cho em thử đây. Trời ơi, thơm quá à. Cái này hả? Cái này là... cái gì đó quên này. Cái gì chứ? Không biết nữa quên. Đây nữa, nhắn tin hỏi anh lại. Mình hỏi anh lại mới được. Cuốn tay mọi người lấy hết rồi. Nè, còn cái nhóc nè. Thôi trả là tay ơi. Của người ta một ngày là người ta đeo một cái. Thấy ai cũng được quà chứ. Này có ngày đêm anh Michael ơi, Miêu đòi nó đòi quà đó kìa anh ơi. Nó bon chen quá trời. Miêu bịt bánh. Thì chắc thuốc của vô tay ạ. Em nghĩ cái đó chắc mấy cái siro dinh dưỡng quá. Đây là một tay em không biết cái gì, đôi dép của bé Tây. Trời, bé Tây tay im chứ vậy ta. Ủa vậy là đây một chiếc nữa hả? Không biết cái đó của ai rồi đó. Của ai? Ủa vậy là hai đôi đó hả? Hai đôi hay gì em tưởng bên đây chiếc, bên đây chiếc chứ. Cái gì vậy? Cái hai hay là của bé Thư đây? Cho tay đeo thử cho tay. Cái gì vậy Mèo? Sao đạp quá? Giờ thử vậy để ai vừa thì mang. Ai vừa được lấy hoàng tử. Ai vừa không để tên rồi, ai vừa mẹ vừa mẹ mang. Cái này là một cái ba lô. Mèo đùm cái ba lô. Sữa có mặt cái gì nè. Ôi, ông cậu kìa, ông cậu chạy xuống rồi, tạnh mưa chạy xuống rồi kìa. Khu quà cậu ơi. Cái này là cái bự quá nè. Em thấy rồi.
Cái gì vậy? Thấy cái cây quay. Đây nè. Trời. Em dạ. Thì đây cũng chính là món quà sinh nhật muộn của anh gửi tặng Út Thành nha. Hy vọng là Út Thành là cầm cây quay này là sẽ vững tay để mà quay ra nhiều video đẹp và hay cho cô chú anh chị xem luôn nha. Rồi phái cười cười. Phái cười không ngậm được mờ kìa. Hình như một năm mà cỡ một năm rồi mình không có mua cây quay. À đó giờ mình cầm tay mình quay nè, cầm tay quay không rồi cô chú ơi. Anh Hạnh cười hết cười hết chịu luôn. Hôm anh xem clip đi sinh nhật á, anh hỏi sao rồi, mình không đem cái cây quay của mình theo để mà chống lên để cho bé Thư vô cùng luôn. Cái vô coi vô ngồi luôn coi chia sẻ thiệt luôn, lại cây quay mình cầm nó hư, nó gãy, nó rụng ra hết rồi, rồi Út Thành nó dán băng keo lại đó, rồi mình đâu có gỡ ra được đâu. Cái gì vậy? Dán này kẹo serum nó gì á. Thôi dùng máy nè. Anh bóc siêu đi. Bóc siêu đi cho anh coi. Em cũng tò mò hả? Dạ kẹo. Có cái này không? Trời ơi, im quá à. Anh dạ đúng rồi, anh Khôi, anh mở cái này ra nè. Anh giữ cái bảng hướng dẫn nó lại nha. Cái gì mình... Có cái bảng hướng dẫn nè, bước 1 nè. Dạ. Không biết cái quay này là cái gì luôn. Có người vô cái điện thoại, cộng tóc thì cộng cái cộng lông tóc á. Lông miêu. Wow, trời ơi, đẹp quá à. Trời ơi, xịn quá vậy. Biết sử dụng không? Cái gì đây? Cái này không biết có biết sử dụng không mà sao thấy nó xịn quá nè. Ô, cái này dây sạc, dây sạc. Dây sạc. Anh nhỏ cái này ra nè. Cái đầu nó có cái cây quay, cái gãy cái bắt đầu nó lấy đồ nó hàng. Con thấy à, lấy mấy cái keo quá con. Mấy cái keo mà dán mà dính cứ ngắt rồi lấy thun rồi bó lại. Bởi vậy kêu đi đâu mà kêu xách theo đâu có xách được đâu. Cái đi đâu cái xách theo mất cỡ cũng chết được. Ai nào mà kèm theo cây quay là có một cái bốn chân quay để trời ơi sẽ không phải đâu anh mua rồi á. Cái này mua riêng dạ. Anh hai cái hãng khác nguyên bộ cho cưng luôn nè, để nhiều khi cưng có thể gác máy được luôn. Này vô máy này. Rồi đây còn một phần quà đặc biệt nữa là một cái micro cái mic. Wow, trời đủ đồ ngày luôn. Nói cái mic thì hồi lúc trước là anh cũng cho mình một cái mic rồi cô chú anh chị, mà hôm lúc mình đi quay á là bị ướt hết hư. Dạ. Hư một lần là bị ướt, hư một cái mình còn xài được một cái, xong cái hôm rồi mình đi quay đúng không, cái mình té cái nó gãy luôn, là nó hư luôn. Dạ. Rồi cũng có nhờ được một người anh là cũng có cho một cái bộ mic mà kiểu như cái mic để làm vlog nha. Dạ. Dạ. Còn cái này cái gì? Dạ, cái này là cố tay. Em qua anh ơi bỏ thử luôn đi. Hồi hộp quá. Đẩy ra được không? Dạ, anh đẩy ra. Sao nó gọn quá vậy? Trời ơi, chứ nó gọn hơn luôn á chứ. Nó gọn hơn cái bộ mét của mình bị. Ủa sao nhỏ xíu vậy? Kiểu độc lạ lắm đó Thành ơi. Nó gắn vô cái nút áo vậy đó. À cái này hình như là nó gài như cái khuy áo vậy đó phải không chứ? Hết ra đó anh ơi, hay là một cái ở ngoài với một cái ở trong nó hết lại với nhau anh. Hai cái nó hết vô vậy đó. Nó hết vô cái giải phải không chứ? Nói chuyện thì nhỏ cô chú anh chị. Nói chuyện nhiều khi cô chú anh chị cũng vô cũng này nó văng ra hẳn rồi mà. Nói chuyện nó hết lắm có bao nhiêu à? Nhắc nào cũng có. Cái này là có thể sử dụng được cho nhiều dòng điện thoại luôn. Đồ là đồ giữ không mà. Quá trời. Cái gì? Cái món quà sinh nhật này là món quà sinh nhật mà anh Hạnh thích nhất rồi. Vô mắt. Vô mắt. Có cái đồ lọc luôn á. Có cái đồ lọc. Cái này mới khởi nghiệp được nè. Dạ. Dạ. Cô đưa em cái đó. Mấy chị em làm chứ thật sự là không có đầu tư gì hết trơn á cô chú. Tại vì kiểu làm có nhiều lương không đủ xây chở chứ đâu có đầu tư gì đâu, có gì thì làm đó hoài tới vậy đó. Em mới thấy anh Thành lấy cái gì, lấy băng keo cái gì quấn cái cây quay lại hồi bữa bị gãy nữa. Đó, bởi vậy mình đâu có gắn lại được đâu mà đi. Cái kè tối này nghiên cứu. Tay đeo vòng bảy màu luôn. Là chiếc này là ba đứa mình bỏ ba luôn nha. Ở vô tay cũng con cái giống vậy hả? Ba cá giống nhau. Rồi mình được mặc cặp luôn tay. Ủa còn đây cái áo khoác nữa kìa.
Dạ, cái áo này là của con. Dạ. Con với mẹ sẽ cặp nha. Quá yên. Đây có kẹo nè cậu ơi, mình ăn kẹo ha. Kẹo. Mình thử kẹo đi. Xin này nha, giao tay. Ăn cái đó hả? Đó là chú Lâm hả? Con của cái nào cái đó gì vậy ta? Này có mấy kẹo. Cái này khui. Mình men tốt hình. Đó tay ăn gì vậy? Cậu ăn miếng đó. Mà hàng nào? Ê, làm như bồng bông vậy. Bồng bông. Ê mày, cô chú anh chị nha. Mày nay cậu luôn. Nhả xác ra đúng không? Mày cô chú anh chị. Không biết nữa chứ. Ừ. Mình ngậm đi, nếu mà nó tan thì mình nuốt, còn nó không tan nó còn cái thì mình nhả. Mời cô chú anh chị. Quên mất rồi. Cảm ơn. Cảm ơn cả nhà. Chắc tan cũng cái này quay phim vô mánh nè, cái này quà quay phim quá trời. Đây, cái này trước đi ha. Đó coi ai. Đây là một cái áo. Áo của phụ nữ đó mà không biết của ai thôi. Em thấy tên em mà chứ. Đó, em thấy cái gì ghi chữ em thử nữa. Em cảm ơn anh nha. Đẹp quá à. Vậy thôi có muốn thử không? Để cầm anh cho. Hai dạ, anh thử coi. Không, vậy là em vừa đó. Áo này mặc nó hơi phơm gọng á anh. Dạ. Vừa không vừa thế anh? Không vừa. Vừa. Để lại. Hàng đêm coi chữ tên ai cái đi. Nó trời chứ không mà với lại cái này là đồ nam mà. Mà cái size của anh mà. Rồi. Mặc cái áo nãy giờ chưa mở nữa, giờ đòi thử cái mới nữa. Áo này của anh hả ta? Của anh. Sơ mi đẹp quá anh ơi. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ khui tới khùng quà của dâu tay. Máy nó giống cái của dâu tay bự tới vậy hả? Ừ, quá. Cái này là một cái máy. Vàng. Cái máy này để dành là cho bé tay nướng bánh kẹp. Trời. Dâu dài vô. Dâu tay có nghề mới rồi. Tay nữa nướng nướng mời với nhà tay ơi. Nướng mời cả nhà ăn với nhà. Để cô Thư hùng bột cho. Cô Thư hùng bột đi rồi dâu tay. Tay nướng cho. Gà công. Tay báo không? Wow. Ủa, mình khui ngược bà hay gì? Đúng rồi đó chứ. Đúng rồi chứ. Cái này giống nướng bánh kẹp bằng điện. Trời ơi, cái này nặng dữ à. Cái này nặng quá trời luôn á. Ôi. Ai da. Wow. À, cái này hình như có ép ép khuôn nữa. Hồi xưa người ta nướng bằng cái khuôn là chậm củi thấy màu luôn. Lật qua lật lại á cô, lật qua lật lại kiếm đặng cho vàng. Wow, đã quá à. Cái này chắc nó kẹp hoài quá. Rồi sao mình mở ra được ta, mình không biết đường mở nha, không biết sử dụng. Nó có cái nút ớt hay gì không chị? Chắc bánh nó rút vô đây nè. Nó bóng đèn nó gì nữa rồi. À không có buông cái đó không được anh ơi. Đó em thấy có đây gì đó. Có cái khuôn nè. Cái khuôn nó dính vậy luôn ha. Hình như nướng lại được hai cái gì á. Ở dưới một cái nữa hả chứ? Quá, ở dưới một cái nữa. Dưới đây cái này nè, không biết mở ra sao nữa. Đó. Ồ, quá trời, im quá tay ơi. Im. Này vô mánh nè. Tay có thêm người mới rồi đó nghe mà cô chú. Con cậu nói cái này vàng. Cái này vàng hả? Tại giấy hướng dẫn đó mình giữ cái giấy hướng dẫn đó để mình sử dụng. Dạ. Dạ, cái gì chứ nặng chứ. Cái quà thì rất là quý rồi nhưng mà cái 10 năm nữa mới xài được quý chứ anh không à chứ. Cái công của anh gửi mình còn quý hơn tại vì đi mua từ món về này của chú anh chị. Rồi xong rồi phải đóng gói rồi gửi, tốn phí rất là cao luôn. Thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều luôn. À, thương gia đình gửi quà gửi bữa nay nói chung là quá trời quý. Cái này dở cái này lên. Một khúc, nó hai khúc. Ông cậu đang nghiên cứu cho anh ta. Cậu nghiên cứu tiếng Anh. Nụ cười rạng rỡ trên môi luôn. Mới phát hiện ra được cái đồ chơi gì đó nào mời cô chú. Tay ơi, cái đó hình như giống chơi mấy cái mà ship màu á tay. Mấy cái gì Lego á tay. Lego mà cái cục vuông vuông á chứ. Dạ đúng rồi. Cái này mình có xay này nữa nè nghe. Thì xay ship màu đó anh. Đó, Lego cái. Cái này xay là phải có công thức mới xay được đó. Đó, lắc nó vô được cái nữa. Nãy con mới làm được rồi. Làm được hết ba cái luôn hả tay?
tất cả cái đó là nó phải về được một màu á, chế nó mới đúng. Kìa ship không được ngang, hồi gỡ hồi dán mặt là gỡ ra từng cục vuông á chế rồi dán chơi vậy không đó. Dạ nghiên cứu coi này gỡ làm sao nha. Hồi tay chơi được giờ đó gỡ. Em cũng gửi lời cảm ơn đó anh Mai Cờ rất là nhiều. Lúc nào tối nay là vô ngồi đặng nghiên cứu đó. Không mấy thì bây giờ nghiên cứu trước đây, tối nay làm clip rồi đi ngủ, chứ để làm clip rồi nghiên cứu cái nữa là nửa đêm luôn. Thì em cũng gửi lời cảm ơn đó anh Mai Cờ rất là nhiều luôn. Đã không có ngại cực khổ vất vả gửi quà cho gia đình em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cũng cầu chúc cho anh được nhiều sức khỏe cũng như là công việc lúc nào cũng thuận lợi hết nha anh. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương cũng như là theo dõi hết video để ủng hộ cho gia đình của Lão Nhãn. Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là những lời chúc tốt đẹp đến với tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Rồi thì cũng xin chào và hẹn lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo luôn nha. Tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà cậu ơi. Hai bữa nay ngồi dưới đất ngồi không được. Dạ.